nhiều khiến cho họ ví dụ như mình, quá thì mình cùng nhau bắt chước tiếng mèo kêu nha, mình bắt chước nó mèo kêu nha, kêu cùng em mình bắt chước nó mèo kêu nha, kêu anh có yêu mèo không dọ, nếu anh yêu mèo con mèo ngu á, con mèo nhỏ xíu này ốc thì anh hãy yêu em và ấm tiền cho em nọ, em yêu anh nhiều lắm đó, muốn nghe nè để anh thấy con mèo dễ thương không, không có con mèo nào mà cô tên như em đâu, cô tên như em đâu, em là con mèo dễ thương lắm luôn á. Nếu anh yêu em thì anh ấm tiền cho em, anh nhắn tôi là anh nói yêu em nhớ, em yêu anh nhé.